Vâng, hôm nay tiếp tục lại lên cho các bác một siêu phẩm phô 4610 các bác nhé. Phô 4610 đặc biệt hai cầu cho các bác. Bác nào đang máu hàng hầm hố mạnh vượt trội hơn tất cả thì chỉ có tức là phô hai cầu và đẳng cấp hai cầu thì nó vượt trội hơn tất cả. Vâng, và hôm nay thì em đã tìm cho các bác được đẳng cấp phô 4610 hai cầu rồi, có kiếm các bác nhé, đúng nghiêm chỉnh của nó, nhưng mà chỉ tiếc rằng cặp cái, cặp vừa cái hơi nhỏ, nhưng mà riêng nguyên của em nó. Và đây là cầu trước các bác này. Đấy, cầu trước, đấy, cầu trước nhé. Cái này nó bị bể phớt tí hoặc như nào đó thì nó hơi chảy không trời. Đấy, cầu riêng của 4060 xe này dùng cày các bác nhé, có thế thôi. Đấy, dùng cày. Và trước khi cày xong á thì chủ cũng có kéo thớt, tức là kéo đến nơi và kéo cái này 0503 đấy. Đây các bác, đang nguyên si nó mới đẳng cấp mà phô hai cầu thì bác nào đang thích đúng không ạ, 4060 hai cầu cũng có, 4610 cũng có luôn đó nhá. Đấy, hàng này là hàng của Ấn Độ. Đấy, nó còn như lốc gân thôi, không gì cả, có trợ lực tay lái đầy đủ. Đấy, tất cả mọi cái đang zin luôn, bao zin chờ các bác. Đấy, đấy, rồi tất cả một màu xanh nguyên huyền thoại của các dòng phô, nhưng dòng phô này nó khác với dòng phô của Mỹ các bác nhá. Phô 110 là tay lái trên này, có thấy không? Đó, tay lái này và ghế zin là nguyên của nó gật gù từ Bentley cho đến tất cả hệ thống trợ lực tay lái cho đến ấy là nó nằm khác với tất cả phô 4600 của Mỹ. Đấy, nếu dòng nào các bác đang xem thì các bác thích ở cái dòng phô này, các bác xài rồi thì các bác cũng đã rõ, thì các bác rành hơn các bác biết. Còn cái đẳng cấp của hai cầu thì hôm nay đây là siêu phẩm đẳng cấp hai cầu các bác nhé. Đấy, nếu bạn bè nào đang cần các bác cứ chia sẻ cái video của em sang cho bạn bè, nếu ai cần thì điện thoại cho em 0394 326 198. Đấy, 18936. Rồi, 8 cánh 8 ốc thì rồi quá nhá. Đấy, bởi vì chủ chứ cũng lười rửa cho nên để thế là nó rất dơ và có khi gì chết, cái chuyện đó là chuyện bình thường. Và có một cái mùi đã rụng rời hết rồi, thì cái này gỡ ra để ta làm lại thôi, bởi vì quan trọng thứ nhất là nó có một cái bộ khung hết rồi. Đây này, đó là chúng ta bắt thôi. Rồi, em mời các bác ra đằng sau xem tiếp chương trình cái đít của em nó. Đây, dùng để kéo mỏ các bác nhé, dùng để kéo mỏ. Còn đùi to, tất cả kiếm cũng đã sắp sẵn sàng cho các bác. Đấy, đây, đây, sẵn sàng cho các bác. Rồi, đuôi chuột còn riêng nguyên các bác nhé. Đấy, đuôi chuột còn riêng nguyên. Rồi, rồi các bác chờ một tí nổ máy cho các bác xem luôn. Đấy, cũng không để các bác chờ lâu, đúng không ạ? Để em giới thiệu cho các bác tất cả từng chi tiết thì nó có một cái hệ thống đúng của nó đây này, 46 này. Em cho các bác coi là 46, các bác nhìn đây này. Đây này, 4610 này. Thấy chưa? Các bác nhìn thấy chưa? Đây này, 4610 này. Các bác nhìn đây này, đó, nhìn này. 4060 đây, riêng của em nó luôn đây. Đó rồi, để em lấy nét lại cái này. Đây, 4060 này. Các bạn thấy chưa, 4060 đây. Đúng các bạn, đấy, rõ nha, 4060. Ok, không chê, không đúng ở chỗ điểm nào là các bác cứ nói với em. Còn đâu nhìn từ ti ben cho đến tất cả hệ thống kiếm cày và dây chằng là nguyên của em luôn. Đấy, chủ nhà độ cái này để kéo thớt và kéo và đi cày. Đấy, dè vuông đẹp đàng hoàng. Đấy, em đi qua bên này cùng các bác. Đây, bên này thì chưa rửa ráy gì, nó rất dơ. Đấy, đất không đó này. Đấy, nhưng không sao. Đấy, cũng như bên kia. Và em đi qua bên này. Đấy,
Đây các bác, bây giờ chúng ta đi vào cái bộ phận của cái bộ, coi như là phần 3. Đây. Đấy, đẳng cấp của 46 vẫn có TBN cả, hai cái. Đây, bơm. Rồi, cái này có những cái nhiều cái này. Đấy. Dập số và cả đi số nhanh số chậm này. Có nhá. Rồi mũi giống bơm. Rồi, đến cái này này. Thắng này. Thắng rất ngon các bác. Gà này. Gà rất đơn giản. Đấy, gà đây là đạp. Đây, riêng đặc biệt nó khác là ở số. Đấy, hai gần số. Rồi. Gà lớn gà nhỏ. Rồi, đang còn riêng luôn này. Đó. Đấy. Rất đẹp. Rồi, yên gần gù. Yên này thì thôi. Bà cháy. Đúng riêng của em luôn. Rồi, để tiếp tục em đưa các bác đến tiếp tục chiếm bốt lái. Có đúng là cũng của nó luôn. Bốt lái. Rồi, hệ thống đây. Số. Cái này để bắt ấy các bác xúc hoặc cái gì đó cũng để sẵn các nhà chế tạo người ta đã theo dõi cho mình. Đây, và đây là 4. Thì 46 nó bị bay mất, bay mỏng, bị đánh cắp bản quyền các bác. Rồi đây, heo của em ở đây các bác. Đây, heo đây, các bác nhìn kỹ về vậy. Đây. Đè riêng tất cả hệ thống. Đấy, mới lắp lại các bác. Rồi, các bác cùng em đi sôi xuống dưới này. Cầu dưới, có nhá. Để đất cát đang dính. Đấy. Cầu dưới luôn. Đây, hệ thống cài cầu dưới. Đấy, lúc nãy em nhìn thấy cái này. Đây, cài cầu dưới. Hệ thống này cài cầu dưới. Các bác thấy không? Đây, cài cầu dưới. Cài một cái thì chạy xuống đây. Đây, xuống đây. Nhận một cái là vào cầu dưới. Đấy. Rất hay. Cao cầu dưới. Rồi. Bắt đầu ở dưới là có một đúng. Nếu cầu riêng của nó là phải như thế này. Các bác nhá. Đấy. Nó có một cái ốp ở dưới này nhưng mà chắc tháo ra rồi. Đấy. Đó là cầu riêng của nó. Nổ máy được chứ không chú Thành? Rồi. Nổ cho anh hết đi. Đấy nhá. Cầu dưới. Rồi. Bây giờ tiếp tục. Xôi xét cầu xong. Đúng không bác? Và... các bác kéo nổ máy. Đấy. Và hệ thống đằng trước có dây phát kéo này. Đấy này, đèn riêng này ở mặt trước. Đấy, rất đẹp. Nói về đẳng cấp hầm hố và nói về chứng trạng thì là chỉ có phố Hàng Cọc. Một siêu phẩm mới hôm nay cho các bác đầu năm Giáp Thìn. Đấy. Giáp Thìn, đó nhé. Năm Giáp Thìn, năm nay Lê Tuấn mới đi mấy ngày. Hôm qua đi Tây Ninh, đi Dầu Tiếng, đi qua Tây Ninh để dự cái hội đua máy cày. Nhưng mà qua đến nơi thì chậm mất. Một cái phone 5.000 của chủ nhà. Chủ nhà thì chắc các bác, nhiều bác quen trên kênh của em cũng đã biết. Rồi, các bác chờ em tí để cho chủ xe đề nổ. Để các bác xem thẩm âm coi máy móc của em như thế nào. Còn phía ngoài thì em đã cho các bác xem rồi, đúng không? Từ ti ben cho đến đuôi chọt, cho đến ben ly và cho đến tất cả giờ sau giờ trước mùi vọng. Và bây giờ chỉ cần test nổ để các bác thẩm âm xem như thế nào. Đấy. Trước khi vào cơ trường của rất điều luyện, một
tay rất say sỏi về vấn đề các dòng tiền. Đấy, các bác nhé, tay lái rất nhẹ nhàng, đang thao tác để cho các bác biết xem. Đấy. Rồi, vô cầu trước. Đảm bảo cầu trước đang ok các bác nhé. Cầu trước ok, nên các bác cứ yên tâm, không vấn đề gì phải lo. Bao cầu trước cho các bác luôn. Đấy. Nó bị bể các bác nhá, nó bị bể một chút, nó vấn đề gì hết. Đây, đây, đây. Ok, tất cả các máy zin riêng luôn các bác nhá, đang cặp kỳ luôn, heo đang cặp kỳ luôn. Bao luôn, chưa đổ hơi chơi gì hết. Bởi vì bể một miếng này thôi các bác nhá, không có vấn đề gì hết đấy. Rất đơn giản và rất đẹp. Rồi đến thao tác kiếm lên này. Đấy. Rồi lên xuống cầu kiếm. Rồi cho đứa tròn quay luôn. Rồi bao luôn các bác nhá, đuôi chuột đặt riêng của em. Màn trình diễn tức là thao tác máy nổ đã xong và em cũng đã review đầy đủ cho các bác nâng ti ben, bao cầu trước cầu sau hết đầy đủ cho các bác hết nhé. Cái này các bác không có lo ở vấn đề tức là cầu, các bác chỉ cần điện thoại cho em 0394 326 198, em dẫn các bác đến và ok đôi bên làm việc. Báo giá cho các bác là 115 triệu, 115 triệu cái đầu này có kiếm hai cầu 4610 các bác nhé.
Rồi, và cuối cùng thì cho phép Lê Tuấn xin dừng video tại đây. Hẹn lại các bác video sau.